Giờ ông đã khiến cho bà sao. Không ai có thể khiến cho tôi ngừng ham muốn vì tôi làm và không like ta. Việc lên luôn 100 và tôi càng không sai vì tôi đúng. Trong gai thì tôi bứng. Ai sẽ là người hùng hả? Đó là những kẻ có trục đứng. Rap như là chiến trường thì ta là biếng nhường. Tụi mày qua tung ra hết tất cả nội lực là mày bội thực cho một khoa. Mấy em tính tung cơ dội ngực để mày gọi được làm khán giả hả? Thì anh sẽ chẳng thể làm thân được hay là dân dựng một đàn bà. I'm a gonna kill this bitch. Tao luôn trên mày một level. Bè đồ rapping tao luôn nghệ khí. Nhét đất vào hông của bọn hater cho mày biết tính nào gọi là địa vị. Hip hop cho tao chơi đây là freedom. Từ phòng thu tới hè phố nên tao đi vần. Gặp bọn ngu thì bật lên chế độ hung tàn. Anh em đi flow đó chứ đúng sai. Việc lên tao là một và là duy nhất. Là sự mất dạng của tao hoàn vào trong trí thức. Và tao chưa từng bao giờ để cho con mò hay bất kỳ nào bỏ chạy hay là đi mất.